chào người anh em nhé. Chiều hôm nay mình xin giới thiệu những người anh em một dòng mixer 7 Elehit model là Z14, một thương hiệu đến từ Anh Quốc ha. Ghép với một con FXR Lexicon MX200, một thương hiệu của Mỹ luôn ha. À, khi hai anh Mỹ với anh gặp nhau thì sao ha? Mình sẽ thấy ngay kết quả luôn. Mình ghép một con FX thì hai đường tín hiệu Auxin này, hai đường Auxin đi vào input, hai đường output thì mình cắm về hai đường line số 2, số 3 này để mình mô phỏng hiệu ứng cho anh em nghe ha. Còn cái nền nhạc thì quá lực rồi, nhạc hay lắm. Mình sẽ test cái tiếng mic mọc. Đầu tiên là mình test cái tiếng micro mọc trước ha. Kiểm tra. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái reamp của con Elehit này là trung âm rất là rõ nét. Anh em nghe theo, mình nói về cái mic của chú thôi. Hồi trước mình hay test cái mic sure, thì anh em nói là cái mic sure mày nó hay quá. Thôi mà chơi, hôm nay mình sẽ test cái mic của chú. Mic này là 3 xịn cây ha. Đây, mình sẽ test cái mic này để cho anh em nghe. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anh em nghe thấy cái mic bass và cái mic chest nó rất là rõ lời và nó không có méo tiếng, phục đã. Rồi bây giờ mình sẽ mô phỏng hưởng anh em nghe ha. Bảy cái fader số 2 là fader reverb này anh em ha. Hey, 1, 2. Anh em thấy chưa? Tiếng sâu, mềm. Nói chung là FXR thì nó lực tiếng rồi ha. Lực tiếng và đặc biệt dành cho những người anh em mình đi làm show lớn nhỏ thì mình điều chỉnh nó rất là dễ ha. Rồi tiếp theo echo ha, echo này đẩy lên tới mức số 0 rồi anh em ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Alo, anh em nhìn không? Thì mình đã setup sẵn 5 kênh, kênh echo, kênh reverb, ví dụ đây là kênh số 1 đúng không? Đây là kênh số 2 đi ha. Đang lần nhắn kịch. Về lần số 2 không? Rồi mình test lại đi. Alo. Alo. 1, 2, alo. Đi vật ha. Alo. 1, 2. Mình sẽ hát một đoạn cho anh em nghe luôn. Bởi vì hát cho anh em nghe để cảm nhận hay dở mới quyết định mua ha. Hát bài thôi đi. Lỏng dây. Đây là nền nhạc lên ha. Alo, 1, 2. Đây là reverb ha. Mình sẽ chọn reverb ở chỗ luôn ha. Hey, 1, 2. 6, 10, hey. Đầu anh đột trăng lên, tình mình cao hơn núi non kia hồng vĩ, nên vẫn vui câu biển linh. Mình sẽ hát cái vật tiếp theo ha. Anh ơi em mơ thấy anh về bao rộn ràng, đôi tim anh mơ kết sẽ duyên thăm nồng nàng, hòa theo cung đàn có lời ca nhịp nhàng và niềm vui chứa chan. Anh em thấy không? Mình chỉ hát demo là ở chỗ cộng reverb rồi ở chỗ rồi reverb ha. Anh em nghe được cảm nhận ha. Con mixer này thì giá 8 triệu anh em không? Còn anh con FX rồi Lexicon với 200 này nói chung là tình trạng hàng là đẹp như mới. Anh em thấy không? Cái tay ốc nó chưa có dấu hiệu chày luôn không? Mặt lưng nói chung là đẹp tưng luôn. Thì con này giá 3 triệu rưỡi ha. Mọi chi tiết người anh em vui lòng liên hệ 0909 04 36 79. Thằng 200 người anh em.